Cuộc đời của một con người nào ai cưỡng được định mệnh và quy luật của tạo hóa, sinh có hạn, tử bất kỳ. Chính quy luật đó đã cướp đi khỏi vòng tay nhân ái, yêu thương của gia đình, người cha yêu dấu, người ông thiền từ, mẫu mực, người đồng chí đồng đội thủy chung son sắt, để lại nỗi đau thương vô hạn nơi trần thế, đặc biệt là nỗi đau mất cha của người con gái nơi hải ngoại còn xa cách ngàn trùng. Chia sẻ với nỗi đau của gia quyến, hàng trăm các cơ quan đoàn thể, đồng chí đồng đội, họ hàng nội ngoại đã có mặt đầy đủ để kính viếng, động viên bà quả phụ cùng gia đình. Là huyền vương các cháu của chúng.
Thank you.
áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho rách, rách sao cho thơ. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim.
lòng cha âu yếm ơi.
xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xóa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường. Thank you.
chia tay đi về con dễ con đã chứng minh rằng con gặp cho cha gần nhắm con hai cô cha ơi mấy năm trời con về đấy con làm dễ con làm dễ cha dễ mẹ cha ơi vì làm cha con cha cũng thương con quý con như người con trai mà cha mẹ cũng thương sinh ra
Tổ dân phố số 6, Điếu Văn, Lời Vĩnh Biệt. Kính thưa linh hồn cụ Nguyễn Xuân Chiêm cùng các ban ngành đoàn thể. Cụ Nguyễn Xuân Chiêm sinh năm 1932 tại xã Hoàng Cương, Thanh Ba, Phú Thọ, hiện trú tại 7A ngõ 2, phố Phùng Khắc Khoan, thị xã Sơn Tây. Do tuổi cao sức yếu bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình cùng các con cháu và các y bác sĩ tận tình cứu chữa và hàng phố thăm hỏi động viên, nhưng vì tuổi cao sức yếu, bệnh nặng đã không qua khỏi. Cụ đã vào cõi vĩnh hằng lúc 13:55 ngày 30/10/2016, tức ngày 30/9 năm Bính Thân, hưởng thọ 85 tuổi. Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Nguyễn Xuân Chiêm, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng, được ăn học đầy đủ cho tới năm 1952, cụ nghe theo lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước đã lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đã có sẵn lòng yêu nước, có sức khỏe, có trình độ văn hóa, cụ được Đảng và Nhà nước cử sang nước ngoài học chuyên ngành về pháo tên lửa phòng không, sau đó về nước chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Cụ lập nhiều chiến công, được tặng nhiều huân chương và các loại, cho tới năm 1973, cụ chuyển ngành và sau đó cụ được Nhà nước cho nghỉ hưu theo chế độ về gia đình, xây dựng gia đình với cụ bà Nguyễn Thị Chất. Cụ sinh hạ được 5 người con, 1 trai, 4 gái. Các con của chú trưởng thành đã đóng góp và xây dựng cống hiến nhiều công sức lực cho Nhà nước và xã hội. Còn các cháu, các chất của chú đều chăm ngoan, học giỏi. Cụ luôn tự hào về các con, các cháu của gia đình. Cụ Nguyễn Xuân Chiêm là một người tốt, mẫu mực, sống chan hòa, giản dị, đoàn kết với bà con lối phố, được nhiều người kính trọng. Cụ đã ra đi, để lại sự nối tiếc bàng hoàng cho vợ con, sự thương tiếc vô hạn của bà con lối phố. Cụ ra đi, gia đình mất một người cha, một người ông, hàng phố bạn bè mất đi một người tốt, hội người cao tuổi mất đi một hội viên mẫu mực. Cụ Nguyễn Xuân Chiêm không còn nữa, nhưng hình ảnh của cụ vẫn còn mãi mãi trong tâm trí của chúng ta, những người còn sống. Trong giờ phút chia ly, âm dương cách biệt, bên linh cữu cụ, chúng tôi thay mặt tổ dân phố số 6, tổ tự quản 31 phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, xin được chia sẻ sự mất mát đau thương này với toàn thể gia quyến nội ngoại của cụ, và mong cho linh hồn của cụ ở nơi chiến suối được siêu thoát. Chúng tôi nguyện sẽ thực hiện việc xây dựng khu phố văn minh, văn hóa và giữ vững danh hiệu đó liên tục. Cố nhân có câu, cát bụi lại trở về cát bụi. Hãy cho chúng tôi một nén hương thơm, một vòng hoa tươi xin vĩnh biệt cụ về nơi chín suối, yên nghỉ giấc ngàn thu. Vậy tôi đề nghị các ông, các bà và toàn thể ban ngành cùng dân phố, gia đình dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm vĩnh biệt cụ bắt đầu. Quý vị đại biểu, đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể phường Quang Trung. Kính thưa các cụ, ông, cụ bà, các bác, các cô chú, anh chị em nội ngoại, các bậc thông gia cùng toàn thể bạn bè, xóm giềng gần xa và thân nhân cố hữu của chồng, cha, chú chúng tôi là ông Vũ Xuân Chiêm. Do tuổi cao sức yếu, sau thời gian lâm bệnh nặng, tuy đã được gia đình chúng tôi cùng y bác sĩ tận tình cứu chữa, song không qua khỏi, đã từ trần vào hồi 13:55 ngày 30/10/2016, tức ngày 30/9 năm Bính Thân, hưởng thọ 85 tuổi. Được tin này
các quý vị đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể cùng các cụ ông, cụ bà, nhân dân trong phường Quang Trung, các bậc thông gia, anh chị em nội ngoại, thân bằng cố hữu gần xa đã đến thăm viếng chia buồn với gia đình chúng tôi. Tôi là cháu ruột, được sự ủy quyền của bà chất, thay mặt gia đình xin đa tạ cảm ơn các cụ ông, cụ bà, các đại biểu chính quyền cùng toàn thể nhân dân đã bớt chút thời gian đến thăm viếng, đưa chú chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng để được ngồi yên mà đẹp tại nghĩa trang Đồi Xuôi, Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Sau khi hoàn thành công việc, gia đình mời tất cả các quý vị đại biểu, các cụ ông, cụ bà cùng toàn thể nhân dân lán lại gia đình uống chén rượu nhạt để chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Trong lúc tan gia bối rối, gia đình chúng tôi không tránh khỏi những điều sai sót, mong toàn thể nhân dân lượng thứ. Tôi xin chân thành cảm ơn trước. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tại A Nê tiếng ma trống ma từ A Sa, vậy tôi đến nhà để đón Bằng A Sa, đón từ gian giữa đón A Sa, tìm ma nơi đất na tốt na bồn na hoa hôn na nằm nhà hồn có cây dầu a thanh đem ma ra ma thường những anh đó kỳ anh đó kỳ mặc na áo đội a thanh thật na lưng chân na chân na ra nâng lấy hồn đưa hồn qua núi qua non xin ma kêu vương mặt qua nhà đây là hồn là về châu Phật châu trời phù hộ con châu mà nghe kinh niệm Phật. Thank you.
buồn ơn. Dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại việc mua. Nhưng tham ôm tinh có hạn, từ bất kỳ trên đời này ai hướng được mệnh trời, chỉ trách hay tạo hóa xoay vần tự thành nghiệp cảm. Những nén hương thơm lần lượt được dâng lên cung kính, gửi khói hương bay cho hồn người chứng đắc tấm lòng đa tập trong con. Đến với lễ tang cụ hôm nay bằng cả tấm lòng, đội trống đội kèn tiễn biệt người trong giây phút thiêng liêng và trang trọng. Tiếng trống tiếng kèn nghe vang vọng, tiết tấu nhạc buồn mà trang hòa cởi mở. Đó thực sự là đoàn kết, bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này lắng đọng sâu xa. Trong giờ phút tống trung thiêng liêng này, lung linh bóng nước yên trời, yên cả đoàn người theo bước hành xa. Tiếng trống hát, tiếng kèn quyện vào nhau như bản hợp xướng trầm hùng của cổ vương đạo con tim rung động lòng người. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ đối trước đang tung bay rộng cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình sâu nghĩa nặng gần xa cùng ngày. Vòng hoa lực lỡ đồng quê trải dài như sóng, nhấp nhô nắng vàng, sống vinh hạnh, chết vẻ vang. Người đi thanh thản suối vàng nâng du. Chân con chậm chậm như níu lại thời gian,
nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng hôm nay, có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tình liên gia, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người cao vời vợi, như đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận, linh cữu đi chậm chậm. Ơi đồng nội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu khuya sớm, đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương. Này, con cháu muốn níu giữ cố quan tài từ từ, thiên thu vĩnh biệt là ơi. Ơi trời cao lồng lộng, ơi đất đầy ở sông, sống nhờ đất, chết lại về với đất, bởi có tình người làm ăn chân thật. Ông cha ta đã dày công nuôi đất, đất tốt thương, đất là như đúng là người với đất là bạn đời muôn thuở. Và đất nước này cũng trải bao cuộc thăng trầm lịch sử, ta nhớ ơn người muôn thuở đất nước. Đây nắm đất quê nhà, con cháu đắp nên phần mộ, chúc mừng nghìn thu thơm thảo đất này quê hương. Go.
làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ ngược trong muôn cha thân yêu ơi, cha có biết không, khi cha vào giấc ngủ ngàn thu thì em Huệ đã về đông đủ, chỉ thiếu vắng người của con gái nơi hải ngoại còn xa cách ngàn trùng. Mọi người túc trực bên cha cùng linh hồn bất diệt của cha đã cảm tạ cái tấm lòng của bà con lối xóm, của bạn hữu xa gần đến thắp nhang và tiễn đưa cha. Cha ra đi để lại tấm gương đức độ hiền từ luôn soi rọi cho các con, các cháu trên các đường đời. Công lao của cha, của mẹ, chúng con xin tạc tạ ghi lòng. Chúng con xin ngàn lạy, vạn lạy, cầu mong cha được về Tây Phương Cực Lạc. Vì đâu anh nên
người ở trên đời nhớ công ơn nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta uống nước nhớ nguồn, là trong nguồn chảy.